là sau khi mình đi nghe hai ba cái buổi nói chuyện với anh Tần thì mình thật tình là mình phải nói là trước mắt mình sẽ phải học, dù là mà mình rất là bận, cũng có bận chồng con đủ thứ ấy, nhưng mà mình sẽ đi sau khi 3 ngày là mình thấy đúng, nếu không học cái này là một thiệt thòi. Thật tình là như vậy. Tại sao với cái mà kiến thức anh Tần trao cho cả lớp á, trong 3 ngày bằng nhiều khi có người lấy cả bao nhiêu năm mới học được. Tại vì sao? Những cái kiến thức này là những kiến thức thực tế trong cuộc sống, những kiến thức người ta đã trải qua là người ta đã làm rồi, biết không? Nên mình nhận định kiến thức này là thật rất là quý. Và với mình nha, mình thật tình cảm ơn diễn giả Nguyễn Văn Tần rất nhiều, và chúc cho anh và gia đình luôn hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho công ty GBF phát triển mãi mãi, và chúc cho toàn thể anh chị em mình có sức khỏe. Một năm sau mọi người đến đây gặp nhau và ai cũng thành công 50%. Ok.